Đã tối như vậy rồi sao cửa còn mở chứ? Con gái, con gái, con gái à? Ê, không xong rồi, con gái tôi mất tích rồi, cứu tôi với, người đâu tới đây? Những người quỳ ở dưới có chuyện gì muốn nói? Con gái tôi mất tích rồi đại nhân. Đại nhân, con gái của tôi đã mất tích mấy ngày rồi. Đại nhân, xin hãy làm chủ cho tôi. Người dưới công điện, tại sao ông đến trống kêu quan? Dạ bẩm đại nhân, hạ nhân họ Tiêu, tên là Thái. Vào buổi tối mấy bữa trước, con gái của tôi đã mất tích một cách vô duyên vô cớ rồi. Khẩn xin đại nhân hãy giúp tôi tìm lại con gái của mình. Hả? Là một vụ án thiếu nữ mất tích nữa hay sao? Lão Tiêu, tại sao ông lại không tới báo quan vào ngày con mất tích? Đại nhân, Thảo Dân, Thảo Dân đi cầu thần hỏi quỷ nên muộn mất một số ngày. Gặp phải những chuyện như vậy cần phải lập tức báo án để tranh thủ thời gian tìm ra chứng cứ, mau chóng tìm người nhà của ông về. Tại sao lại đi tìm thần hỏi quỷ? Điều đó có thể làm chậm thời gian phá án đó. Lão Tiêu à, sao muộn như vậy là mới báo án chứ? Sợ rằng đã qua mất thời cơ tốt nhất để phá án rồi. Trời ơi, đại nhân, Thảo Dân chỉ có một đứa con gái này. Khẩn thỉnh đại nhân hãy tìm lại con gái cho tôi đi mà đại nhân. Được, các vị yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Mọi người mau đứng dậy, về nhà trước đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Thu Quan, Bệnh Hưng, đại nhân, đại nhân, có tôi. Chuyện này quan trọng, chúng ta phải lập tức. Qua một ngày điều tra vụ án này, chuyện thiếu nữ mất tích hình như là càng ngày càng nhiều. Ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều đối với mấy chuyện này ta không thể giải quyết. Ngay cả người nhà của các cô nương đã mất tích đó, cả họ cũng không biết nguyên nhân mà họ mất tích là gì. Đúng vậy, chuyện này đúng khó có thể lý giải được. Hay, người xem người phía trước hành tung khả nghi, có phải có chuyện gì không? Trong tay hắn có ẩm theo một người. Hay, hắn có phải là dâm tặc mà chúng ta đang tìm hay không? Đuổi theo, mau. Dâm tặc to gan, giữa thanh thiên bạch nhật mà người dám nói chuyện xấu hổ như vậy à? Ta sao? Các ngươi nói vậy là sao? Còn không nhận, ngươi không phải muốn giở trò với cô nương đó sao? Thả cô nương đó ra. Các ngươi là cái thá gì chứ? Kêu ta thả ta phải thả sao? Làm sao ta biết liệu các ngươi có định giở trò với cô nương này hay không? Nè 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 nè, hey, ngươi còn vừa ăn cướp vừa la làng nữa hả? Ngươi coi mấy người bọn ta dáng vẻ đàng hoàng, con người chân chính, ngược lại ngươi bộ dạng đích thực là một tên dâm tặc. Các ngươi thôi đi, các ngươi muốn nói sao thì nói, ta không quan tâm đâu. Cô nương này giao cho các ngươi, cáo từ. Khoan đã, nói cho rõ ràng chuyện này đi. Không cho các ngươi xem một chút bản lĩnh của ta, các ngươi tưởng ta sợ sao? Cẩn thận. Bạn không sao chứ? Cậu không sao chứ? Là U Minh Trưởng hả? U Minh Trưởng, không sao rồi, mình phải làm sao đi? Ai đã trúng U Minh Trưởng? Đại nhân, cô ấy là Hồ Điệp cô nương. Hồ Điệp, Bành Hưng đã trúng phải U Minh Trưởng. Thật sao? Để tôi coi thử. Hồ Điệp cô nương, vết thương cậu ấy có thể trị được không?
mọi người đừng lo, cậu ta chúng không phải là U Minh Chưởng. Ừ, rõ ràng là U Minh Chưởng mà. Xém chút nữa tôi chết dưới tay U Minh Chưởng rồi. May mà có lão tử cứu tôi. Quả thật là U Minh Chưởng. Đối với U Minh Chưởng tôi hiểu rất rõ. Chưởng pháp này thì trông có vẻ rất giống, nhưng thực sự không phải. Với lại người xuất chưởng đánh cậu ấy đã không sử dụng hết sức, cho nên cậu ấy bị thương không nghiêm trọng lắm. À, thì ra là gì? Nghe Hồ Điệp cô nương nói vậy tôi cũng yên tâm hơn rồi. Đúng rồi, đại nhân, chị cô nương ngất xỉu hồi nãy. Lúc nãy lúc mọi người đang đánh nhau, cô ấy tỉnh dậy đã đi khỏi rồi. À, nếu như mọi người không sao vậy tôi đi trước, cáo từ. Đa tạ Hồ Điệp cô nương. Thu Quanh, Bành Hưng đã bị thương, chúng ta mau về đi. Được, Bành Hưng, đứng dậy đi, cẩn thận một chút. Nào, nào. Bà chủ ơi, chúng tôi thật sự là không có ăn nổi nữa rồi. Đã thua thì phải chịu, tiếp tục ăn. Tiểu Liên à, ngươi xem, bụng của ta no như vậy rồi, ta không ăn nổi nữa. Hay là ngươi ăn đi, ngươi ăn đi ha, ngươi ăn giùm ta đi. Nè nè, ăn đi. Không ăn đâu. Trời ơi, bà chủ ơi, bà coi bụng của tôi nè, không chứa nổi nữa rồi. Trời ơi, không có ăn nổi nữa, không xong rồi, không xong. Được, nếu như cả hai đã không ăn nổi nữa, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng mà cả hai phải nói cho ta biết, những món ăn trong thiên hạ đệ nhất lầu này có đặc biệt gì so với những chỗ khác? Rất là ngon, rất là ngon. Rất đặc sắc đó. Nhưng mà thật là kỳ lạ, cách trừng phạt của cô không phải lạ quá sao? Lạ? Một chút cũng không kỳ lạ. Ta biết ngài đây chính là Thuần Bối Lãng. Hai chúng ta biết nhau sao? Đương nhiên không biết, nhưng ở huyện Tâm Hà nói tới Thuần Bối Lặc thì không ai không biết, không ai không sợ. Lệ nương này muốn mở tiệm ở đây thì cũng phải nghe ngóng trước xem nơi này có ai nổi tiếng. Cũng được, cũng được, cũng được. Thì ra là như vậy. Làm tôi hết hồn mà. Tôi còn tưởng đâu là bà chủ đây mở tiệm không có đàng hoàng, muốn hai chúng tôi đi tiếp khách nữa chứ. Tiếp khách? Bộ dạng của ngươi như vậy sao mà tiếp khách được? Trời ơi, tôi nói nhanh quá thôi. Ý của tôi là tiếp đãi đón khách, nói ngắn gọn là tiếp khách. Ta cứ tưởng là bà chủ đây sẽ đẩy một người thuần khiết như tờ giấy trắng như ta đây xuống hố lửa, vô chảo dầu. Trời ơi, làm ta sợ muốn chết đi được à. Sao người lại dành câu nói cửa miệng của tôi chứ? Thiệt tình. Tiểu Nhị, Tiểu Nhị, có chỗ hay không? Tiểu Nhị. Có chỗ mà. A Trung, mau lên đi. Có khách tới nè. Khách quan, mời đi bên đây. Nè, dọn dẹp đi. Dạ khách quan, ngài muốn ăn gì hả? Cho tô mì đi, ăn xong sẽ đi ngay. Dạ được. Đi gì? Bà chủ, có còn chỗ hay không vậy? Bà chủ. Ôi, tới đây, tới đây. Hoan nghênh, hoan nghênh. Đợi một chút, Tiểu Nhị. Chết ở đâu rồi chứ? Tiểu Nhị đi đâu rồi? Bà chủ à, cô đã cho chúng tôi ăn nhiều món ngon như vậy rồi, hay là để tôi giúp cô tiếp khách nha. Vậy thì tốt quá. Nè nè nè, giao cho cả hai người đó. Ây trời, hai vị quan khách ơi, xem bộ dạng của hai chị đây ha, chắc là cũng đang rất đói rồi có phải không? Có muốn ăn món nào ngon ngon hay không hả? Hai vị khách quan, sao hai vị không nói gì hết trơn vậy? Trời ơi, để tôi.
Lúc nãy nói chuyện với hai người, hai người không màng tới, vậy là không có lễ phép. Còn nữa, hai người ăn mặc cái kiểu gì vậy? Là loại y phục gì chứ hả? Hai người đừng có tưởng ăn mặc khác người thì hay lắm nha, có đúng không? Nhìn coi trên đây là cái gì đây nè. Đây là thiên hạ đệ nhất. Thập biển này là do Thượng Trị Gia giết đó. Cho nên là nơi này không cho phép hai người hóng hách đâu à nghe. Người nói cái gì? Trời đây đây đây. Hai người cũng giúp chuyện gì? Gọi chuyện gì ra đây? Nè, nói cho hai người biết, hai người có biết đây là ai không? Ngài ấy được chính là Hưng Bối Lâm. Các người phải xin lỗi ngài ấy. Trời đây, lỗi đi, lỗi đi, mau xin lỗi đi. Trời ơi, sáng tài, hai người đừng có đây gây rối. Xin lỗi nha, hai vị khách quan. Bên đó có một bàn trống. Tiểu nhị, dọn dẹp đi. Tại ngươi đó. Muốn tôi làm sao đây? Trời ơi, đi thôi. Trời ơi. Nè nè, khách quan. Bên đó là nhà bếp. Xin hãy phù hộ cho tôi. Chúng ta đợi lâu tới như vậy, sao vẫn chưa tới lượt chúng ta vậy chứ? Đúng rồi đó. Nè, bây giờ chỉ còn 3 người nữa là tới lượt chúng ta rồi. Kiên nhẫn đợi thêm chút nữa đi. Ê nè, cho ta hỏi, sao mọi người phải chạy vậy? Trời ơi, sao mọi người còn đứng ở đây nữa? Thiên nữ sắp phái thiết giáp võ sĩ ra đi tuần rồi. Khi thiết giáp võ sĩ ra ngoài tuần tra, không thích người khác nhìn thấy mình đâu. Cho nên tốt nhất các người mau về nhà đi. Nè, nói lung tung gì vậy chứ? Lại chuyện gì nữa đây? Thiệt tình. Là chuyện gì đây hả? Thiên nữ này thật linh nghiệm như vậy sao? Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mình không tin là bà ta có quyền năng lớn như vậy. Mình phải coi thử. Được rồi A Trung, cứ để đó đi, cậu nghỉ ngơi trước đi. Dạ. Đợi đã. Hả? Đóng cửa lại cho ta. Dạ.
Lệ nương tỷ, cổ nương tới rồi sao? Trước mắt chúng ta thu thập hơn được 10 vạn lượng. Ồ, đều là hôm nay thu được sao? Dạ phải. Tốt quá, cô hãy đếm cho kỹ càng rồi đem đi cất đi. Dạ. Chúng ta cũng nên chuẩn bị làm việc lớn của mình thôi. Lão phu nhân, sao chúng ta còn đợi ở đây vậy? Con thấy nơi này khủng khiếp thật đó. Cô không cần sợ, cô xem chúng ta có tới 3 người lẫn mà. Đúng vậy. Tôi chỉ muốn coi thử có thật là thiên nữ đó phái thiết sát võ sĩ ra ngoài để tuần tra không. Bá mẫu, người nghĩ thiết sát võ sĩ đó rốt cuộc trông như thế nào? Tuy rằng ta rất sợ nhưng ta cũng hiếu kỳ lắm, ta cũng rất muốn xem. Con cũng vậy đó. Nhưng mà lão phu nhân, trời tối rồi, nếu đại nhân tới phòng tìm người không thấy người thì ngài sẽ rất là lo đó. Võ sĩ đúng đáng sợ quá. Trời sao lớn tiếng quá vậy, để thiết giáp võ sĩ nghe thấy là chúng ta nguy rồi, ngã sẽ quay đầu lại tìm chúng ta. Đúng vậy, không được kêu. Thi Vũ, chúng ta đi theo sau xem ngài đi đâu đó có được không? Bá mẫu, người không sợ sao? Ồ, ta cũng sợ lắm, nhưng lòng hiếu kỳ của ta đã thắng nỗi sợ này rồi. Anh hùng có cục cách nhìn. Ta rất là hiếu kỳ, một tượng Phật lớn như vậy lại có thể từ trong miếu đi ra. Ta rất muốn xem thử rốt cuộc là ngài ấy muốn làm gì. Đúng vậy đó, đáng sợ quá đi. Con không muốn đi, con muốn về nhà. Nè, con không được về. Nếu đại nhân mà biết thì ta phiền phức lắm. Đúng rồi đó, cô xem chúng ta đứng đây đợi lâu như vậy rồi, đứng thêm chút xíu nữa không có sao đâu nha. Đúng rồi. Hơn nữa chúng ta phải đi coi coi thiết giáp võ sĩ đó rốt cuộc là muốn làm gì. Đi đi thôi. Ôi. Đứng lại. Rốt cuộc thì ngươi lại núp ở trong áo giáp giả thần giả quỷ, còn không mau hiện thân đi. Đừng tưởng là hành vi của các ngươi không có ai biết. Vào mấy tháng trước, những vụ thiếu nữ mất tích ở Phúc Kiến chắc cũng do các ngươi làm. Các ngươi đã dùng cách đó bắt mất Thúy Vũ vì hôn thê của ta. Điều đáng ghét nhất là khi bọn ta đã giao hết tiền cho các ngươi xong rồi thì các ngươi không thả người, ngược lại biến mất không tung tích. Ta đã điều tra được các ngươi từ Phúc Kiến tới đây, rốt cuộc ta cũng đã tìm được. Mau trả lại vị hôn thê cho ta. Ah!
các người lại. Đừng sợ, chúng tôi tới đây giúp huynh. Tại sao lại giúp ta? Chuyện này huynh đừng hỏi, hãy mau là chạy trước đi. Ở đây có chúng tôi. Cẩn thận đó nhị sư huynh. Trời, hình như huynh đánh sắt thì phải. Đầu muốn chết luôn. Đương nhiên rồi, huynh xem, hắn mặc trên người thiết giáp, không đau mới lạ đó. Được thôi, vậy chúng ta hãy tháo hắn ra thành tám mảnh. Sao không thấy đâu nữa? Thiết giáp võ sĩ đó đi cũng nhanh thật, chúng ta chạy nhanh vậy mà cũng không kịp. Chuyện đó đương nhiên rồi. Đầu mất rồi. Huynh cũng nhìn thấy, thiết giáp võ sĩ rất là cao lớn, ngày đi một bước bọn chúng ta chạy mấy chục bước. Vậy phải làm sao đây? Thôi đừng nói nhiều nữa, chúng ta mau đuổi theo thôi. Đi hướng nào đây? Đi, đúng rồi đó, đi bên này. Thôi đi bên này đi. Nè, đi thôi. Các người không nghe, chó khôn không cản đường sao? Vậy thì nên nói đây là hai con chó ngu rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Còn làm gì nữa, chạy mà. Sư muội, lần này chúng ta đánh phải thiết bản rồi. Thiết giáp võ sĩ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hai chúng ta liên thủ cũng không đấu lại được hắn. Không lẽ hắn thật sự không phải là người? Không phải chứ. Lấy kiếm. Sư muội, chạy trước đi, để huynh lo. Có đi thì cùng đi. Còn không mau chạy đi, đợi gì nữa. Hai người muốn làm gì? Có một đứa làm sao kia đây. Tên tiểu tử đó là gì của ả vậy? Ta thấy bà già đó là cản trở nhất. Ta giết bà ấy trước. Lão phu nhân, đây là con gái hả? Hóa ra là một cô nương xinh đẹp. Thế đại nhân trang cũng thật là hạnh phúc. Hóa ra quả là tuyệt sắc mỹ nhân. Lão đại, tối nay chúng ta có phúc rồi. Các người muốn làm gì? Dừng lại. Nè, cẩn thận. Bọn khốn kiếp. Mau, Phi Vũ. Để sao rồi? Sao rồi? Sao trông đệ giống nữ nhi quá vậy? Ây da, cái gì mà giống nữ nhi? Cô ấy giống là nữ nhi mà. Cái gì? Cô ấy giống chỉ là một cô nương sao? Nè, huynh có bông tay. Đừng nói là huynh không nhìn ra. Ngay cả Châu Nhi biết cô ấy lâu như vậy mà cũng không nhìn ra cô ấy là nữ. Chết rồi, trong tim này có độc. Vậy phải làm sao đây? Nhanh chóng tìm chỗ trị thương cho cô ấy. Vậy về phụ trước đi. Được. Đại sư huynh, huynh đi đâu vậy? Sư huynh, tụi đệ vì tìm huynh đã đi khắp huyện Tam Hà rồi, huynh có biết không?
Nói cái gì vậy? Ta không cứu hai người không phải hai người đã chết rồi sao? Đại sư huynh, ban nãy cái tên đó là thứ gì vậy? Nhìn không ra hả? Võ sĩ thiết giáp đó. Hả? Kỳ lạ thật. Cả kiếm của đệ cũng không đâm được áo giáp của hắn, còn đẩy đệ văng ra xa. Nội công của người này thật sự rất thâm hậu. Bộ thiết giáp đó khiến cho kiếm của đệ văng ra xa, vậy thì quá lợi hại rồi. Nói như vậy hắn là người? Đương nhiên là người rồi. Ta không tin những thứ ma quỷ thần thánh đâu. Chỉ có điều hắn làm như vậy là tại sao? Muội cũng không biết nữa. Nhưng mà đại sư huynh, cái tên võ sĩ thiết giáp đó là từ miếu thiên nữ chạy ra. Miếu thiên nữ? Hả? Hả? Hồ Điệp. Hồ Điệp. Hồ Điệp. Âu Dương Đức, sao mọi người lại ở đây? Hả? Chúng tôi đang thảo luận về lai lịch của võ sĩ thiết giáp. Võ thiết giáp? Ừ. Lẽ nào liên quan tới bọn họ? Muội có phát hiện gì sao? Lúc trước đó muội có giao tranh với hai người, mà hai người này bề ngoài bọn họ không giống người Trung Nguyên. Muội vẫn luôn đi theo chúng. Sau đó tới gần thiên hạ đệ nhất lầu thì họ biến mất. Ủa? Nghe Hồ Điệp nói như vậy, bọn người này có quan hệ với võ sĩ thiết giáp thật rồi. Ừ. Và Hồ Điệp đã theo họ tới thiên hạ đệ nhất lầu thì không thấy đâu nữa. Đề nghị bọn người này sẽ còn xuất hiện ở đây nữa. Ừ. Theo phán đoán của đệ thì thiên hạ đệ nhất lầu cùng với miếu thiên nữ này chắc chắn là có liên quan. Nói không chừng các vụ án thiếu nữ bị mất tích và chuyện này có liên quan với nhau. Đại sư huynh, bây giờ đã có rất nhiều người tới báo án, trong nhà có thiếu nữ mất tích, họ đang sốt ruột chết đi được. Huynh hãy mau mau nghĩ cách giúp cho đại nhân đi. Được, vậy chúng ta hãy chia nhau ra giám sát họ. Được. Để phụ trách giám sát miếu thiên nữ. Được, vậy ta sẽ tới thiên hạ đệ nhất lầu để điều tra thử. Nếu như không còn gì nữa, muội xin phép đi trước. Ê, Hồ Điệp, đã khuya vậy rồi còn muốn đi đâu nữa? Vì tối hôm qua cửu nương vô duyên vô cớ mất tích rồi. Đương nhiên muội cũng biết tỷ ấy không có gì nguy hiểm, nhưng tại vì gần đây quan hệ của muội và tỷ ấy rất tốt, muội đang nghĩ cho dù tỷ ấy có chuyện gì cũng sẽ báo với muội. Vì vậy muội nghi ngờ là Phúc Quận Dương bắt tỷ ấy đi làm chuyện gì đó rất quan trọng. À, cho nên muội mới tính xem thử cô ấy đang làm gì. Ừ. Được, vậy muội cẩn thận một chút. Ừ. Hả? Muội biết rồi. À. Muội đi trước đây. À, đi rồi. Đại sư huynh. Hả? Đừng có nhìn nữa. Ê, đi, đi, nhìn đi, nữa đi. Là trời sáng luôn đó. Chậm chút thôi. Ví dụ mũi tên Vĩ Thúy. Mũi thấy thế nào rồi hả? Mũi cũng không biết. Mũi chỉ cảm thấy mình rất khó chịu. Chỗ mũi đang bị thương, vết thương của mũi vừa đau vừa nóng. Toàn thân mũi hình như đang... Ơ... Nhưng mà Tiên Bá, nếu như có thể chết trong vòng tay của Quynh thì muội cũng cam tâm tình nguyện. À, đồ ngốc, cái gì mà sống với chết. Muội đừng ăn nói bậy bạ nữa. Chúng ta là huynh đệ một nhà. À không, chúng ta... Tóm lại muội cố chịu một chút. Ta sẽ tìm người điều trị cho muội. Muội ở đây chờ ta một chút nha. Hả? Nè nè, ở đây chờ ta nha. Thiên Bá. Hả? Quynh không phải có thuốc trị thương sao? Muội nghĩ để Quynh trị cho muội là được rồi. Ờ, ta có thuốc trị thương thật, nhưng mà... Ê, trời ơi, chúng ta trước đây là huynh đệ, vì vậy ta có thể tiếp xúc với đệ, giúp đệ bôi thuốc không vấn đề gì. Nhưng bây giờ muội là nữ nhân. Trong lúc cứu người, huynh còn phân biệt nam nữ sao?
Lúc trước khi muội cứu Quynh thì lúc đó muội cũng đã dùng miệng để giúp Quynh hút chất độc ra.